Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Japan Vlog nhé. Thì mình rất là vui khi mà mình đã đưa được chiếc thẻ B43 này đến với cộng đồng người Việt mình tại Nhật nhé. Thì sau cái khoảng thời gian mà mình đã hướng dẫn thì app nó đã nâng cấp lên và nó đã có nhiều thay đổi. Thì ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cái cách đăng ký nhé. Thì mọi cái chú ý thì mọi người chú ý ở phần comment nhé, mình sẽ ghim ở phần comment nhé. Đầu tiên thì các bạn lên YouTube, sau đó các bạn nhấn vào kênh Japan Vlog của mình nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái đường link ở phần dưới phần comment ấy, thì các bạn nhấn vào đó để chúng ta có thể tải cái app này về. Thì cái thẻ này dùng rất hữu ích nhé. Mọi người cần thiết phải có một chiếc thẻ visa như thế này ở tại Nhật nhé. Sau khi các bạn nhấn vào thì chúng ta có thể tải ứng dụng về. Sau khi mọi người tải về cho mình xong thì chúng ta sẽ nhấn để mở nó lên nhé. Sau khi chúng ta đã mở được ứng dụng lên rồi thì nó sẽ có một vài cái bước giới thiệu thì chúng ta kéo cho nó qua nha. Chúng ta chưa có tài khoản thì bắt đầu chúng ta sẽ nhấn vào Hajimeru đó. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần My Card, các bạn nhớ cái thẻ màu cam nhé. Sau đó là chúng ta nhấn vào cái muốn thẻ, cái phần Card Gahoshi đó. Để chúng ta bắt đầu làm thẻ nhé. Đó, thì khi các bạn nhấn vào link thì đây chính là cái phần thưởng 300 yên mà mình và B43 dành tặng cho các bạn khi các bạn đăng ký thẻ nhé. Các bạn nếu mà chưa có cái thông báo này thì hãy quay trở lại cái đường link mà mình gắn ở phần comment đó, các bạn nhấn vào nhé. Các bạn nhấn vào thời gian ở dưới để chúng ta có thể đi đến bước tiếp theo nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nhập cái email. Các bạn nhập email của các bạn vào, sau đó là chúng ta sẽ nhấn để cho nó gửi cái email đăng nhập về cái Gmail của chúng ta nhé. Sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ nhấn mở nút mở Gmail ở dưới đó, mở ứng dụng Gmail lên. Và chúng ta có thể nhấn vào để chúng ta mở ứng dụng B43 lên để nó kích hoạt vào trong qua cái bước xác minh email nhé. Tiếp tục thì chúng ta sẽ phải nhấn một cái số điện thoại của Nhật Bản có thể nhận được SMS nhé. Sau khi nhập xong thì chúng ta nhấn gửi mã SMS về số điện thoại và chúng ta sẽ nhập cái mã SMS đó vào đây. Đó là cái bước xác thực cái số điện thoại của chúng ta nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã xác minh xong. Tiếp theo là đến phần điều khoản thì các bạn sẽ phải nhấn vào, chúng ta kéo lên. Sau đó chúng ta mới bấm được đến bước tiếp theo nhé. Mình yêu cầu ứng dụng không theo dõi nhé. Nhấn chữ ghi ấy. Tiếp tục thì các bạn sẽ điền phần tên, họ và tên ở đây nhé. Rồi ngày tháng năm sinh, những cái thông tin cá nhân của bạn. Các bạn chú ý là đến phần này là đăng ký cái gói 43 Plus thì các bạn không đăng ký cho mình nha. Các bạn bấm X bỏ đi. Rồi, các bạn hãy chọn cho mình cái thẻ màu cam và cái thẻ IC nhé. Các bạn nhớ chú ý chỗ này nha. Còn đây là thẻ B43 Plus thì là nó sẽ đẹp hơn nhưng mà sẽ mất phí nhé. Thì các bạn chọn sang cái thẻ IC này cho mình, thẻ màu cam IC, và các bạn điền tên các bạn vào đây. Các bạn nhớ là ở phần tên đệm và tên sẽ không có được có khoảng cách nhé. Và chúng ta viết bằng Romanji. Đó, như vậy là chúng ta xong và tiếp tục chúng ta có thể điền thông tin. Ở đây thì chúng ta sẽ phải điền cái mật khẩu nhé. Mật khẩu để chúng ta có thể sử dụng thẻ đó. Và tiếp tục chúng ta sẽ thêm nạp tiền vào trong cái B43 này để chúng ta có thể làm thẻ. Khi các bạn đã được tặng lại 300 yên thì tức là khi chúng ta nạp 1 sen vào thì các bạn sẽ được hoàn lại 300 yên nhé. Là tổng là các bạn sẽ được có tổng tiền trong tài khoản sau khi trừ tiền làm thẻ là được 800 yên nhé. Chúng ta nhấn vào PG. Cái phần nạp tiền này thì mình cũng đã lên video ở trong kênh rồi nhá. Các bạn có thể xem cái cách nạp tiền ở trong này nhá. Mình sẽ nạp 1 sen để làm thẻ nhá. Đây là cái hóa đơn PG, là cái thanh toán thông minh của ngân hàng. Các bạn có các ngân hàng như là UFJ hay là MBC thì đều có cái trang thanh toán thông minh này nhá. Tiếp theo, các bạn có thể mở ứng dụng YouTube.
ứng dụng Zutro Chucho nhé. Hoặc là bạn nào mà dùng Zutro như sổ cũng được, mình thì dùng Zutro Chucho cho nó dễ và đơn giản nhé. Đó. Sau khi mà các bạn mở lên thì là chúng ta sẽ sau khi các bạn mở lên thì là chúng ta sẽ nhấn vào cái phần chuyển tiền ở đây nhé. Đó thì các bạn thấy là nó có cái phần PG ở từ dưới lên á, với dòng thứ hai nhá. Chúng ta nhấn vào và chúng ta chọn vào cái phần nhập bằng tay nhá. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ quay trở lại cái app B43. Chúng ta sao chép, các bạn nên sao chép nhé. Không nên ghi bởi vì là nó có dãy số khá là dài, chúng ta có thể dễ bị nhầm sang người khác nhá. Đó. Tiếp tục là đến dãy mã số khách hàng. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến dãy số xác nhận cuối cùng. Sau khi đã điền xong thì chúng ta nhấn chữ ghi ế nhé. Đó, các bạn có thể thấy ở đây là mình nạp đúng 2 sen và đúng họ tên thẻ của mình thì là các bạn nhấn vào chữ ghi ế nhé. Đó. Tiếp tục xác nhận. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ phải mở cái app Zutro Ninso lên nhé. Nhấn vào cái nút màu xanh lá cây ở phía trên nhé. Ở đây thì chúng ta như mình là mình đặt cái mật khẩu 4 số thêm thì là mình sẽ phải nhập, còn các bạn không nhập thì không thêm thì là không cần nhập nhé. Đó, tiếp tục là chúng ta sẽ xác nhận về cái việc nạp tiền này và check lại vào bằng fair đi, như vậy là ok nhé. Như vậy là tiền đã vào đó, các bạn thấy là thông báo lập tức là tiền đã vào tài khoản của mình nhé. Sau khi tiền đã vào tài khoản thì các bạn nhấn trở ra và chúng ta sẽ nhấn vào cái mục mà Hông Ninh các cứ Ninh ế nhé. Để chúng ta có thể điền thông tin cá nhân cũng như là cái địa chỉ để chúng ta có thể nhận thẻ vào. Và cái bước này thì các bạn phải làm thì chúng ta mới có thể làm được thẻ nhé. Tại đây thì các bạn sẽ phải chấp nhận cho nó truy cập vào camera để chúng ta có thể chụp ảnh được cái thẻ ngoại kiều của chúng ta nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải chụp ảnh mặt trước. Sau đấy là chụp ảnh mặt sau và chụp mặt nghiêng của thẻ nhá. Chụp nghiêng làm sao cho nó nhìn thấy cái khung của cái thẻ, cái viền của cái thẻ nó có độ dày các bạn nhé. Sau khi chụp xong thì chúng ta check xem là thông tin thẻ có hiện đầy đủ không và có bị che lấp không. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ phải điền thông tin nhá. Thì các bạn có thể điền theo cái mục mà mình để bên cạnh đây nhá. Đó, sau khi điền xong thì chúng ta nhấn đến bước tiếp theo để chúng ta có thể làm được những cái còn lại nhé. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin thì chúng ta sẽ phải xác nhận là thông tin trên là chính xác và nhấn chữ ghi ế thì họ sẽ bắt chúng ta phải chụp ảnh khuôn mặt nhé. Thì ở bên dưới thì nó sẽ có cái hình hướng dẫn đó, thì chúng ta nhìn theo cái hình đó và chụp ảnh theo cái hướng dẫn ở bên dưới nhé. Sau khi mà chúng ta chụp xong thì tự động nó sẽ xác nhận thông tin và chúng ta nhấn về trở về màn hình chính thì nó sẽ hiện lên cái phần thông báo ở đây. Thì các bạn đã được hoàn lại 300 yên khi mà chúng ta đăng ký thẻ, nhưng các bạn chú ý là chúng ta phải nhấn vào cái link mà mình để dưới phần comment nhé. Thì chúng ta mới được hoàn lại tiền, còn nếu không thì không có đâu ạ. Chúc mọi người thành công nhé.